Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 10 tháng 11 năm 2017. Linh Đan kính chào quý vị. Tổng thống Mỹ sẽ bàn thảo vấn đề Biển Đông khi gặp lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội. Các nhà tranh đấu không hy vọng nhiều trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump. Người Việt kêu gọi tẩy chay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shield cho biết ông chắc rằng Tổng thống Trump và những nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ bàn thảo vấn đề Biển Đông khi gặp mặt vào cuối tuần này. Trước thềm hội nghị APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, Trung Quốc tuyên bố vấn đề Biển Đông sẽ không được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh này. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn riêng với VOA, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói lãnh đạo Việt-Mỹ sẽ bàn thảo vấn đề mà chúng ta cùng có mối quan tâm mạnh mẽ. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Shield cũng đưa ra những nhận định rằng mối quan hệ song phương Việt-Mỹ không bị hạn chế bởi sự cân bằng sức mạnh với Trung Quốc, nhưng cho rằng Việt Nam cần thận trọng trong việc cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc. Nhiều báo cáo cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục xây dựng những cơ sở quân sự trên các đảo ở Biển Đông. Cựu đại sứ Shield cho rằng chúng ta cũng cần phải quan ngại tới những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển có tranh chấp này. Trong chuyến thăm tới Việt Nam cuối tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Barack Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có một hợp đồng mua bán vũ khí nào giữa Việt Nam và Mỹ được công bố, mặc dù Việt Nam đang mong chờ điều này từ lâu, đặc biệt khi Trung Quốc ngày càng bành trướng sức mạnh trong khu vực. Nhưng cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng đặc trách an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương David Shield cho rằng chúng ta có thể sẽ thấy những hiệp định về chuyển giao vũ khí trong tương lai. Theo ông, quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Mỹ đang có nhiều tiến triển. Ông cho biết Tổng thống Trump và Thủ tướng Phúc nhất trí rằng Mỹ đưa các tàu tới thăm cảng Việt Nam, có thể là sẽ tới thăm vịnh Cam Ranh. Và ông hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ nhắc tới khả năng này trong một thông cáo trong chuyến thăm tới Hà Nội tuần này. Dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ tới Đà Nẵng ngày 10 tháng 11 để dự hội nghị thượng đỉnh khối 21 nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương và sau đó sẽ đến Hà Nội để bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền có nhiều phản ứng khác nhau về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Từ Đắk Lắk, blogger Huỳnh Thục Vi, người phụ trách Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam nói bà không kỳ vọng gì trong chuyến thăm Hà Nội của ông Trump. Không phải chỉ là lần này ông Donald Trump một người không có quan tâm gì đến nhân quyền, mà ngay cả những một người bên ngoài miệng lưỡi rất là quan tâm đến nhân quyền như là ông Obama, thì em cũng không có kỳ vọng gì trong những cái chuyến thăm đó. Những chuyến thăm đó chỉ là nghi thức xã giao thôi. Và em nghĩ là cái tình hình địa chính trị ở khu vực Đông Nam Á, cụ thể là cái vấn đề của Trung Quốc, Bắc Hàn, cái thế đối đầu hay là hợp tác giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc thì mới là cái vấn đề quan trọng. Ngược lại, bà Nguyễn Thị Dương Hà, một luật sư tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam và cũng là vợ của nhà bất đồng chính kiến của Huy Hà Vũ ở thành phố Chicago, bang Illinois, nói bà trông chờ chuyến thăm của Tổng thống Trump sẽ mang lại kết quả tích cực liên quan đến hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ và thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Như đã thể hiện trong bức thư của tôi gửi Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump, tôi trông chờ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump mang lại kết quả tích cực liên quan đến hợp tác quốc phòng giữa hai nước và thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Cụ thể là sẽ tăng cường quan hệ quốc phòng với Việt Nam theo hướng liên minh quân sự nhằm chống Trung Quốc bành trướng lãnh thổ ở Biển Đông, và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm, trong đó có hai phụ nữ có con nhỏ là bà Nguyễn Ngọc Như Tùy và bà Trần Thị Nga. Đài truyền hình CNBC trong tuần nhận định rằng Tổng thống Trump dự kiến sẽ không nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm châu Á, trong đó có Việt Nam. Thay vào đó, các cuộc gặp song phương chỉ tập trung vào an ninh khu vực, thương mại và đầu tư. Một nhà hoạt động trẻ ở trong nước hôm 9 tháng 11 lên tiếng kêu gọi phản đối chuyến thăm Việt Nam, nhất là chặng dừng ở Đà Nẵng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì những hành động anh gọi là phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông. Anh Nguyễn Anh Tuấn viết trên Facebook: chỉ còn vài ngày nữa, 11 tháng 11, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc sẽ đặt chân đến Đà Nẵng, nơi mà một phần lãnh thổ thiêng liêng, Hoàng Sa, đã từng bị cướp bằng vũ lực và giờ đây vẫn còn bị chiếm đóng phi pháp bởi quân đội Trung Quốc. Tin cho hay, sau khi dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc tới tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Đà Nẵng, ông Tập sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước ở Hà Nội từ ngày 12 đến 13 tháng 11.
đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập sau khi được tái bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương tại Đại hội Đảng 19 tháng trước. Trả lời VOA tiếng Việt, anh Tuấn nói rằng anh mong mọi người lưu tâm hơn về những thách thức mà đất nước đang và sẽ đối mặt trong bối cảnh Trung Quốc không ngần ngại che giấu tham vọng bá quyền của nó dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình. Đây không phải là lần đầu tiên chuyến thăm Việt Nam của nhà lãnh đạo Trung Quốc vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động. Cuối năm 2015, nhiều người đã biểu tình chống ông Tập cũng như chính sách của Trung Quốc về Biển Đông, nhưng đã nhanh chóng bị giải tán. Trong khi đó, chính quyền khi ấy đã bắn 21 phát đại bác từ Hoàng Thành Thăng Long để chào đón nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Hà Nội một vài ngày trước chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, không có nhiều chỉ dấu cho thấy thành phố sắp đón tiếp nguyên thủ của Mỹ. Những người dân chúng tôi tiếp xúc cũng không mấy mặn mà với người đàn ông quyền lực thứ hai thế giới này. Họ dành tình cảm nhiều hơn cho người đứng vị trí số 1. Putin. Đó là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai người đàn ông này dự kiến sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng. Nhưng sau đó chỉ có Tổng thống Trump bay ra Hà Nội chính thức thăm Việt Nam. Trái với thái độ hờ hững của nhiều người dân, giới quan sát tình hình quốc tế đánh giá cao tầm quan trọng của chuyến thăm tới Việt Nam lần này của Tổng thống Mỹ. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đã chọn Việt Nam làm điểm đến chỉ có khoảng một năm ngay sau khi ông lên nhậm chức. Trong bối cảnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên và tranh chấp giữa các quốc gia trên Biển Đông, sự hiện diện của Hoa Kỳ có vai trò quan trọng. Cái thời điểm chuyến đi cũng rất là có ý nghĩa, bởi vì là cái bối cảnh hiện nay, cái tình hình hiện nay rất là thuận lợi để thúc đẩy cái quan hệ Việt-Mỹ về song phương, cũng như là sự tham gia tích cực của Mỹ ở khu vực, đóng góp tích cực của Mỹ vào an ninh, hòa bình và phát triển ở khu vực thì đã được đánh giá cao. Theo ông Thái, trong chuyến đi lần này tới Việt Nam, Tổng thống Trump sẽ đặt nặng hai vấn đề liên quan đến hợp tác về kinh tế thương mại và an ninh quốc phòng. Còn vấn đề nhân quyền, bất chấp những lời kêu gọi của nhiều tổ chức đấu tranh cho dân chủ, có vẻ như vẫn sẽ không nằm cao trong nghị trình. Mỗi một chính quyền Mỹ, ưu tiên của họ khác nhau. Dân chủ khác với Cộng hòa, ông Trump thì khác với ông Obama. Khi mà chúng ta có lợi ích chung, khi mà có khuôn khổ hợp tác quan hệ nó rõ ràng, thì đối thoại, ngồi lại với nhau, từng bước xây dựng lòng tin, thì dần dần mọi thứ đều được hóa giải. Mà thực tiễn nó cho thấy điều đó rất rõ. Không phải chỉ vì ông Trump gác bỏ vấn đề nhân quyền hay là ông Obama không quan tâm đến một vài vấn đề nọ, vấn đề kia. Mà đây là một chiến lược dài hạn và thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ cần phải nhìn từ cái con mắt dài hạn. Ông Trump đến Việt Nam lần này nhiều khả năng sẽ không đi ăn bún chả hay dạo phố, nhưng rất có thể ông sẽ mang theo nhiều quà cho chính quyền Hà Nội. Đặc biệt trong bối cảnh mà chỉ ngay sau khi ông rời đi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người mà ông gọi là Hoàng đế Trung Hoa, sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Hôm 9 tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon đã có buổi gặp gỡ với Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam tại nhà ga VIP sân bay quốc tế Đà Nẵng, đánh dấu việc xử lý thành công ô nhiễm dioxin tại sân bay này với kinh phí hơn 105 triệu đô la do Mỹ viện trợ. Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nam cảm ơn sự giúp đỡ của Mỹ, ghi nhận kết quả tích cực của dự án đã xử lý loại bỏ dioxin ra khỏi 90.000 mét khối bùn đất, giải phóng 19 hecta, giúp mở rộng sân bay Đà Nẵng với nhiều đường băng mới. Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hạ cánh chính là một phần trong khu vực đã được khử độc dioxin. Từ năm 1960 đến đầu năm 1970, trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã sử dụng sân bay Đà Nẵng làm nơi lưu trữ, nạp rửa chất diệt cỏ có chứa dioxin hay còn gọi là chất da cam, khiến khu vực này bị ô nhiễm nặng nề. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID, đối tác cùng thực hiện dự án với Bộ Quốc phòng Việt Nam cho hay, một thước đo quan trọng về thành công là nồng độ dioxin sau xử lý đạt mức trung bình dưới 9 phần nghìn tỷ, thấp hơn rất nhiều so với mức mục tiêu là 150 phần nghìn tỷ. USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết họ hy vọng kết thúc toàn bộ dự án vào giữa năm 2018. Thượng tướng Nam khẳng định sự thành công của dự án là biểu tượng về hợp tác Việt-Mỹ trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, cho phép hai nước đóng lại cánh cửa của quá khứ và mở ra cánh cửa của tương lai. Thứ trưởng Shannon đáp lại rằng đây là cơ hội để hai nước cùng nhau đi qua cánh cửa đó trong quan hệ đối tác và tình hữu nghị. Khi chúng tôi nhìn thấy thành công của dự án này, chúng tôi sẽ có thể cho quốc hội của chúng tôi và những người khác thấy được tầm quan trọng của việc tiếp tục các nỗ lực khắc phục môi trường như thế này.
Đó là lý do tại sao khi Tổng thống Trump đến Việt Nam ngày mai, chúng tôi sẽ cam kết làm việc với Việt Nam ở Biên Hòa. Kết quả được công bố năm 2016 cho thấy, sau hơn 40 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc, mức độ ô nhiễm vẫn cao ở sân bay Biên Hòa, còn lớn hơn sân bay Đà Nẵng gấp nhiều lần và dự kiến sẽ tốn 1,4 tỷ đô la để xử lý. Tuần lễ cấp cao APEC đã chuẩn bị bước sang ngày thứ 5 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Với người nông dân Việt Nam, APEC là một khái niệm không xa lạ, nhưng là vấn đề khó mà am tường. Nhưng một khi APEC diễn ra ở một thành phố rất gần nơi mình đang sinh sống và làm việc, người nông dân miền Trung Việt Nam theo dõi rất kỹ các hoạt động của APEC thông qua các kênh truyền hình mỗi ngày. Vừa rồi là có nghe APEC về việc của Đà Nẵng, cũng người nông dân tôi rất là mừng, không biết cái lợi ích gì không. Trước mát là thấy cũng đã mừng rồi, xa khi đó là thấy lụt lội, mất mớt, người nông dân tôi quá đa khổ. Cho nên là cũng nhờ APEC hay là hộp quốc hội, bọn như thế nổ đần trên nắng dưới lạnh mà lồm ở đâu không biết, cái người nông dân rất là khổ mà nhân ở trên cánh thì trời. Đối với tôi thì một người nông dân thì cũng chẳng biết gì về APEC hết. Nhưng mà cũng mong mỏi là nghe nôm na thì chắc có lẽ là APEC cũng mang lại cái quyền lợi cho người Việt Nam mình thôi. Đó. Hy vọng là họ sẽ đem lại những cái công nghệ tiên tiến nhất để giúp đỡ người nông dân thoát nghèo. Đó. Đem lại những cái chất lượng hiệu quả hơn để cuộc sống đổi mới hơn. Vốn quen với một nền nông nghiệp lạc hậu, vẫn ở giai đoạn công nghiệp hóa nông nghiệp và chịu nhiều tác động xấu từ các loại hóa chất trong quá trình canh tác nông nghiệp. Mong mỏi có một nền nông nghiệp sạch, tiến bộ, hiện đại vẫn là mong mỏi chung của người nông dân Việt Nam. Và ước mơ sau tuần lễ APEC này sẽ có những thỏa thuận ký kết kinh tế dành riêng cho ngành nông nghiệp, trong đó hướng đến nông nghiệp sạch, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, cũng là ước mơ chung của người nông dân Việt Nam. Nhận xét riêng của tôi thì có lẽ là nền kinh tế của Mỹ thì nó tốt hơn của Trung Quốc. Đó. Thì riêng không những riêng tôi mà chắc có lẽ là tất cả mọi người đều thiên về về Tổng thống Mỹ hơn là Tổng thống Trung Quốc. Cô nông dân, cô làm nông cực khổ lắm con ơi. Thời gian làm khổ mà tới bữa nay là lụt lội chứ không có thiệt hại nhiều quá. Hơn ai hết, người nông dân Việt Nam hiểu được nỗi khó khăn của một người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời và quanh năm suốt tháng ăn nhín uống nhịn, thắt lưng buộc bụng để có đồng tiền dành khi đau ốm, hậu sự. Chính vì nỗi khó khăn về kinh tế nên người nông dân Việt chấp nhận mua các món hàng rẻ nhất có thể để sử dụng, từ đôi dép đến cái áo, cái quần, chiếc xe đạp, gói bánh, cái ly, bộ ấm chén. Mặc dù hiểu được mức độ độc hại của hàng thứ cấp Trung Quốc, nhưng người ta vẫn phải dùng. Và ước mơ sau APEC, Việt Nam sẽ có một nền sản xuất tốt hơn hiện tại, để người có thu nhập thấp được sử dụng hàng sạch, hàng chất lượng, cũng là ước mơ chung của người nông dân. Chất lượng thì một mà nó phù hợp với túi tiền của người dân. Mà người dân mình, người nông dân thì nó thu nhập thấp quá là làm răng mà tiêu thụ cái hàng của Mỹ tại vì cái giá đắt đỏ quá. Đó. Nhưng mà cái hàng Trung Quốc thì thấp. Thậm chí có nhiều cái nó thấp hơn hàng Việt Nam nữa. Đó. Thành ra là đa số là hiện giờ là người ta tiêu thụ cái hàng Trung Quốc nhiều hơn. Đó. Mà mong muốn là ví dụ như APEC này tổ chức ra rồi những cái nguyên thủ quốc gia nó tới, họ sẽ đầu tư vô Việt Nam mình đó, để tạo ra cái những cái chất lượng sản phẩm nó rẻ tiền, phù hợp với người nông dân mình. Có thể nói rằng APEC là một khái niệm không mấy tỏ tường đối với người nông dân. Nhưng người nông dân lại kỳ vọng rất lớn vào cuộc gặp mặt của đại diện 21 nền kinh tế vành đai Thái Bình Dương lần này tại Đà Nẵng, Việt Nam. Bởi hy vọng về một nền kinh tế phát triển, khoa học và hiện đại vẫn là ước mơ trái bỏng của người nông dân Việt Nam. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Bộ trưởng 11 nền kinh tế trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương không bao gồm Mỹ đã nhất trí về mặt nguyên tắc cuối ngày 9 tháng 11 tại Đà Nẵng theo hãng tin Nikkei. Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho hay các bên đồng ý trên nguyên tắc về Hiệp định TPP-11. Ông Motegi, người trình bày gói đề xuất cuối cùng, nói các nhà đàm phán đã có 2 tuần làm việc rất tích cực để gói thỏa thuận này phản ánh được đề xuất từ tất cả các bên, theo báo Tuổi Trẻ. TPP-11 là tên gọi của Hiệp định giữa 11 thành viên còn lại của TPP.
Hiệp định Nguyên Thủy gồm 12 nước thành viên nhắm cắt giảm các rào cản thương mại cho một số nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Tổng thống Trump sau khi nhậm chức hồi tháng 1 năm nay đã rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP để theo đuổi ưu tiên bảo vệ việc làm cho người Mỹ. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã trao đổi thẳng thắn các quan điểm về tranh chấp Biển Đông trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh ngày 9 tháng 11. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cho biết, chúng tôi nhấn mạnh việc duy trì tự do hàng hải, các bên tranh chấp phải tuân thủ luật pháp quốc tế và phải ngừng việc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhằm tối đa hóa triển vọng cho ngoại giao thành công. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Tillerson cho biết. Trong thông báo sau cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói cả ông Tập lẫn ông Trump tán thành việc giải quyết hòa bình và quản lý tranh chấp thông qua đàm phán và phù hợp với luật pháp quốc tế. Dù Trung Quốc tuần trước khẳng định Biển Đông sẽ không nằm trong nghị trình APEC, nhưng Reuters cho rằng đây có thể sẽ là chủ đề nổi bật tại cả hai hội nghị thượng đỉnh khu vực diễn ra tuần này, gồm hội nghị APEC tại Việt Nam và thượng đỉnh Đông Á tại Philippines với sự hiện diện của Tổng thống Hoa Kỳ và lãnh đạo nhiều nước. Trong khi đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 8 tháng 11 cũng tuyên bố sẽ yêu cầu Trung Quốc phải nói rõ ý định của mình về Biển Đông trong các cuộc họp APEC tại Việt Nam. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 9 tháng 11 lưu ý Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Trung, theo Reuters. Lời nhắc nhở của ông Tập được đưa ra vào dịp Tổng thống Mỹ có chuyến thăm đầu tiên đến Bắc Kinh trước khi đến Việt Nam dự hội nghị APEC. Cuối năm ngoái, Tổng thống Trump đã khiến Bắc Kinh nổi giận khi nhận điện thoại của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn chúc mừng ông thắng cử. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và là một phần không thể tách rời trong lãnh thổ của mình. Trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, mặc dù cả ông Tập và ông Trump đều không đề cập công khai về Đài Loan trong các phát biểu trước báo giới, nhưng thông cáo chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập nói với ông Trump rằng Đài Loan là vấn đề cốt lõi nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ giữa Trung-Mỹ, liên hệ đến cơ sở chính trị của mối quan hệ Trung-Mỹ. Đáp lại, Tổng thống Trump nói với ông Tập rằng chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ và giữ vững nguyên tắc một Trung Quốc, Reuters dẫn nguồn tin Tân Hoa Xã cho biết. voatiếngviệt.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế. Chính trị, đời sống xã hội, tình hình Biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng Internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiengviet.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger, tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiengviet.com để được kết nối với thế giới. Tổng thống Trump gọi chương trình xổ số visa Mỹ là một thảm họa cho đất nước. Chương trình này cấp thị thực nhập cư Mỹ không dựa trên sự xứng đáng, mà đơn giản chỉ vì người nộp đơn được lựa chọn ngẫu nhiên cho một cuộc xổ số hàng năm, và những người tham gia xổ số không phải là thành phần công dân ưu tú của nước đó. Một giới chức Tòa Bạch Ốc nói với đài VOA rằng chấm dứt chương trình này là một phần trong dự thảo cải tổ di trú mà Tòa Bạch Ốc đề trình lên Quốc hội và được đưa vào dự luật RAISE Act. Dự luật cải cách di trú vì công ăn việc làm vững mạnh RAISE Act được hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bảo trợ từ tháng 2 tới nay đang chờ được thảo luận và có thể tu chính. Một dự luật tương tự đã được đưa ra Hạ viện hồi tháng 9, nhưng một luật sư ở Detroit, lãnh đạo một nhóm binh vực cho người Hồi giáo, nói với AP rằng loại bỏ chương trình này không phải là một ý hay. Sự đa dạng luôn là điều giúp đất nước ta đứng vững như một ngọn hải đăng của hy vọng, sức mạnh và ý chí. Và bất cứ lời kêu gọi nào, dù có tính chính trị hay không, muốn thực sự khép lại cánh cửa đó và dập tắt ngọn lửa đa dạng với thế giới, chính là điều đáng quan ngại. Bà nói chương trình xổ số visa không gây ra bất kỳ mối đe dọa đặc biệt nào nếu so sánh với các hình thức nhập cư khác. Luật sư về di trú Kenneth Rinsler ở Washington đồng ý như vậy. Thật không chính đáng khi lợi dụng cuộc tấn công khủng bố gần đây để chỉ trích chương trình này, vì những người tham gia xổ số cũng phải trải qua quá trình sàng lọc lý lịch như mọi người. Các đảng viên Cộng hòa cho biết sẽ xem xét một dự luật di trú trong năm mới. Điều đó có xảy ra hay không tùy thuộc vào nhiều yếu tố, gồm cả yếu tố chính trị như vụ điều tra về Nga và các ưu tiên cải cách hành chính khác.
Trước hết, còn rất ít ngày làm việc trong kỳ họp Quốc hội này, và dường như họ tập trung nhiều hơn vào vấn đề về thuế. Những gì họ làm trong năm tới cũng trùng hợp là năm bầu cử Quốc hội, sẽ rất khó nói. Chương trình sổ số visa ra đời vào năm 1990 đối với những người không có gia đình ở Mỹ hoặc không có công ty bảo trợ, hoặc không phải là người tị nạn thì chương trình sổ số thẻ xanh này là cơ hội duy nhất. Chương trình đòi hỏi phải có bằng trung học hoặc một vài năm kinh nghiệm làm việc để đủ tiêu chuẩn tham gia. Đường Rodeo ở Hollywood, California luôn là nơi thu hút du khách quốc tế giàu có muốn mua hàng cao cấp tại một địa điểm nổi tiếng là xa hoa. Nhưng gần đây, phố này đã vắng khách hơn, cụ thể là ít khách người Ả Rập và Hồi giáo hơn. Có rất nhiều người Mỹ đến Beverly Hills vào mùa hè này, nhất là du khách từ miền Tây Hoa Kỳ. Chúng tôi vẫn thấy khá nhiều khách quốc tế, nhưng du khách Trung Đông thì có thay đổi. Khi nói về thay đổi, bà Julie ngụ ý là có ít khách đến Cartier hơn và ít du khách quốc tế tại khách sạn Beverly, Wilshire và tại Prada. Chúng tôi thấy các nhóm du khách Ả Rập Xê Út trở nên nhỏ hơn. Thường là các gia đình Ả Rập có rất đông người, họ có nhiều người giúp việc đi cùng và lệnh cấm du hành có thể ảnh hưởng đến những người giúp việc, nên các nhóm du khách Ả Rập trở nên nhỏ hơn. Đồng đô la Mỹ lên giá cũng khiến nhiều người chuyển sang du lịch châu Âu, nơi mà đồng tiền của họ có giá hơn. Đồng euro yếu đi nên du lịch Pháp lợi hơn, sẽ rẻ hơn nhiều nếu sang Pháp mua hàng hóa và dịch vụ, và nhiều thương hiệu thời trang được đặt ở đó, vì đó là trụ sở chính của các nhà thiết kế nên ta phải tính đến điều đó nữa. Nhưng không chỉ du khách từ Trung Đông, khách du lịch Trung Quốc, một lượng du khách chính ở miền Nam California cũng giảm từ các thành phố như Bắc Kinh và Thượng Hải. Tôi nghĩ đang có rất nhiều chuyện xảy ra, môi trường chính trị, đồng đô la mạnh, rồi những gì đang diễn ra với Qatar và phản ứng dữ dội với tiểu vương quốc Ả Rập và Ả Rập Xê Út. Tôi nghĩ tất cả những điều đó hợp lại khiến cho môi trường kinh doanh khác đi. Nhưng du lịch nội địa gia tăng cũng giúp một phần nào. Lượng khách nhiều lắm, khách ở đầy phòng các khách sạn của chúng tôi. Tôi nghĩ điều mà ta đang thấy là kinh doanh nói chung đang thay đổi đôi chút. Trước đây tỷ lệ khách quốc tế nhiều hơn, tỷ lệ khách nội địa ít hơn. Nhưng giờ đây điều đó có vẻ ngược lại một chút. Trong một nỗ lực nhằm thu hút thêm nhiều du khách, Beverly Hills đã công bố một chiến dịch tiếp thị mới và nhiều cửa hàng mở cửa lâu hơn. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is got our work cut out for us from the film Norm of the North. This movie is about a polar bear and his animal friends. They go to New York City and try to stop a rich man from building on their home in the Arctic. Listen for the phrase, got our work cut out for us. We've really got our work cut out for us. What could a bear like me do in a city like this? I'm gonna be so rich when I sell off the Arctic. It's gonna be condos, shopping malls. That's my home. So what do you think got our work cut out for us means? Is it this will take a lot of work or our work will be cut? We've really got our work cut out for us. I'm gonna be so rich when I sell off the Arctic. It's gonna be condos, shopping malls. That's my home.
got our work cut out for us means that this will take a lot of work. After Norm arrives in New York City, he understands he and his friends have a big job to do, defeating the rich man's attempt to destroy their Arctic home will be hard. If you start a big new project, you also may say you have your work cut out for you. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. You know, Lucia, we're supposed to go to a meeting right after we're finished here. Really? I thought the meeting was supposed to start much later. Well, that's not what our boss said. Well, I guess that's what we're supposed to do then. Did you notice anything? Notice what? Well, we used a lot of the be supposed to structure in our conversation. Yes, we did. Be supposed to. That sounds funny. How do we explain that? Well, a be supposed to expresses the idea that someone expects something to happen, either with scheduled events, a correct way of doing something, or behavior. The structure is the verb be plus supposed plus to. When it comes to scheduled events, you would use it like this. The meeting is supposed to start at noon. The game is supposed to run late. And to describe a correct way of doing something, you would say, the nurse is supposed to use a thermometer. You're supposed to follow the manual. For expressing expectation about behavior, you can say, the children are supposed to put away their toys. Susie is supposed to eat soup without slurping. A good thing to remember is that be supposed to is almost always used with the present or past tense forms of the verb be. Anything else we're supposed to talk about today? No, let's go to that meeting. And that's Everyday Grammar. Welcome to English in a Minute. An envelope is a flat paper container used to send a letter. So what could it possibly mean to push the envelope? There has got to be more to this expression. Did you see what Adam is wearing today? Yeah, well, he has always liked bright colors. That guy really likes to push the envelope. I could not get away with wearing that to work. You know, I like that he is pushing the envelope. This place needs some more color. To push the envelope means to go beyond the limits of what is usual. It can also mean to be very creative. This expression comes from airplane pilots. The word envelope in this idiom is actually a mathematical term. It means a set of limits that may not be safe for a plane to go beyond. And that's English in a Minute. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, các chương trình radio video của chúng tôi trên voatiengviet.com. Có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Linh Đan xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.